Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tài đặt một phong bất kỳ trên Linux. Thì cách này nó sẽ áp dụng được cho tất cả các distro, Debian, Ubuntu, Mint hay là Arch Linux thì đều được hết. Thì khi bạn muốn cài đặt cái phong thì bạn thường sẽ lên kho ứng dụng tìm, đúng không? Nếu có trên đó thì bạn sẽ cài đặt qua Package Manager, tức là sử dụng mô định sudo apt-get hoặc là sudo apt-main gì đó để cài đặt. Thì giả sử nếu mà không có phong ở trên cái phong bạn cài đặt trên kho ứng dụng thì lúc này bạn không thể nào cài đặt qua mô định sudo apt-get hay là sudo apt-main gì đó mà bạn phải cài đặt bằng tay. Thì việc đầu tiên các bạn cần lên tải cái phong mà bạn muốn cài đặt về. Thì mình sẽ lên Google, mình sẽ demo một cái phong nha. Cái phong nào được bạn lên Google, bạn search cái tên phong của bạn muốn cài đặt, xong rồi bạn tìm đến cái trang web mà bạn mà nó cho ra đâu là cái phong đó. Thì một cái phong nó sẽ có đuôi, một cái phong nó sẽ thường có đuôi là TTF hoặc là .tuts nha. Thì một trong hai đuôi này. Rồi hôm nay mình sẽ demo tải thử một cái phong tên là, mình sẽ tải nước phong. Đây là trang chủ của nước phong và đôi loại. Rồi kiếm cái phong ở đó, mình sẽ cài phong này. Mình sẽ khai phong này đi, free record nước phong ha. Rồi nó sẽ cho mình tải về một cái file trong zip. Sau khi tải xong sẽ vào trong đấy, đây nó đây, rồi mình sẽ ấn tiếp nó. Khoảng nhiều đấy, hôm nay hơi nhiều. Ok thì các bạn có thấy này, thì trong này nó có file chấm ttf này và file chấm ttf, đúng không? Cứ mỗi cái tên này, file.node.phong thì nó có hai loại, một là loại .otf, một là loại .ttf, đúng không? Đó. Rồi chạy giả nén cái file phong đó để ra được cái file .ttf và .otf thì các bạn sẽ làm sao để cài đặt. Đầu tiên các bạn cần tạo một thư mục trong thư mục home này, .local này, share chiều phong đó, đây nó đây, bạn tạo thư mục này nha, ở trong thư mục home.local chiều xe. Ok, sau đó các bạn sẽ di chuyển tất cả những phong này vào trong thư mục phong vừa mới tạo. Mình sẽ di chuyển ra, mình sẽ move tất cả những cái phong kết thúc là ttf và tất cả những cái phong kết thúc là otf nha. Cái dấu sao này có nghĩa là cái gì cũng được, miễn sao nó kết thúc là chấm ttf, miễn sao là nó kết thúc bằng chấm otf. Rồi mình sẽ move nó đến local share phong, đó thì chỉ còn lại một cái file trong zip thôi. Rồi mình chạy qua lại sau này, sẽ ngang case ngang f enter. Rồi bây giờ để thử các bạn đã cài đặt thành công chưa, các bạn gõ là sau sẽ ngang list dấu gạch đứng, cái dấu này là dấu bằng những shift, xong là những cái nút ở phía trên phím enter sẽ ra cái dấu này nè. Rồi mày sợ tên của cái phong mà bạn mới cài. Phong mình cài tên là FreeRecord rồi. FreeRecord. Đó. Bạn thấy đó, nó sẽ hiện ra như thế này. FreeRecord này, FreeRecord. Có nghĩa là mình đã cài đặt thành công rồi. Nó hiện như thế này là cài đặt thành công. Đó. Thì các bạn đã cài đặt thành công cái phong đó. Đó là cách cài đặt phong. Tuy nhiên cái cách này á, các bạn lưu ý là cách này nó chỉ áp dụng cho người dùng này thôi, còn những người dùng khác thì không thể sử dụng phong này. Chẳng hạn máy mình đây hiện tại có một người dùng thôi nha, máy mình đang có một người dùng tên là Saudan. Giả sử máy mình có nhiều người dùng là Saudan rồi tèo một tí kiểu ấy, thế thì nếu mình cài đặt theo cách này
thì chỉ người dùng Serum có được quyền xài xài được cái phong này, còn những người dùng là kèo tí kiểu đó thì họ không thể nào sử dụng cái phong này nha. Giả sử bạn muốn cho tất cả người dùng trên máy bạn có quyền sử dụng cái phong này thì các bạn sẽ làm theo cách khác. Các bạn sẽ di chuyển cái phong đó vào một trong hai thư mục sau: SUSR sang phong hoặc USR local sang phong nha. Các bạn sẽ cho vào một trong hai thư mục sau. Tuy nhiên các bạn lưu ý một điều như này, đó là cái đường dẫn USR xe phong này á, nó chỉ chứa những cái phong nào được cài đặt thông qua Package Manager, tức là cài đặt thông qua AppDS hoặc là Pacman á, thì cái phong nó sẽ được chứa trong này. Còn những cái phong nào mà bạn cài đặt bằng tay á, bạn nên đặt ở trong cái đường dẫn này USR local xe phong, tức là những cái phong nào mà không cài đặt thông qua Package Manager thì bạn nên để ở này nha. Tất nhiên các bạn để một trong hai này, để cái nào nó cũng được á, nhưng mà bạn nên để trong này, ok chưa? Rồi thì đầu tiên các bạn cần cũng phải tạo cái đường dẫn cái folder phong đó bạn, và khi bạn tạo một folder hoặc tạo một file á mà nó nằm ngoài cái thư mục phong của bạn á, thì bạn phải cóp nó quyền root là phải có sudo trước nha. Sudo usr local share phong nhập mật khẩu, nhập sẵn rồi. Đây phong này. Rồi các bạn sẽ di chuyển cái phong đó vào trong cái thư mục vừa mới tạo. Tuy nhiên các bạn nên làm như thế này nè, nên làm như thế này là các bạn cần phải tạo cái thư mục con ở trong cái thư mục phong này, tên là Fira, tên cái phong mà bạn cài đặt á, Fira code. Lý do vì sao lại lý do là nếu bạn cho tất cả các file phong vào trong cái phong vào cái folder phong này thì nó rất là rối, các bạn hiểu không, nó rất là rối, sau này các bạn cho nhiều phong nữa nó rối lắm, nó rối bục nhùi mà đó. Thì các bạn nên chia những phong đó thành những cái thư mục con, thì mình sẽ tạo một thư mục con tên là Firaport để chứa những cái phong của Firaport thôi, ok. Thì nếu bạn nào cẩn thận hơn nữa, các bạn tạo thêm hai thư mục con ở trong thư mục Firaport tên là TTF và OTF đó. Thì những cái file phong thuộc cái phong Firaport bạn sẽ chứa trong cái folder Firaport, và những cái file phong kết thúc là .ttf bạn sẽ lưu trong thư mục con của Firaport là .ttf. Những file phong nào kết thúc là .otf thì lưu trong folder .otf đó. Mình thử nhân tôi nha. À, quên thêm cái chữ p, thêm chữ p, nhưng bạn phải thêm chữ p nó được đó. User local share phong thì có Firaport này đúng không, xong rồi Firaport thì nó có OTF và TTF, ok. Bây giờ mình sẽ di chuyển nè, mình sẽ vào lại thư mục phong này đó, đây tất cả các phong. Thì mình sẽ di chuyển này, bắt đầu như vậy nha, mình phải select sudo là copy cũng được. Mình sẽ di chuyển move, rồi move những cái file phong nào kết thúc bằng .ttf nha vào user vào usr local share on firaport và ttf enter, tương tự otf rồi. Rồi thư mục hoa phong này đã mất hết đúng không nha. Rồi chạy lại lần sudo, có lần này bạn cần sudo cf cache nf. Rồi tương tự để kiểm tra bạn đã cài đặt phong thành công chưa, bạn trả lại có lệnh hồi nãy là cf list dấu ngặt đứng break vran đó. Thì các bạn sẽ thấy đúng không, nó hiện như này đã thành công rồi đó.
Rồi. Vậy là cái cách này là cách mà bạn sẽ sử dụng khi mà bạn muốn tất cả người dùng trên máy bạn đều có quyền sử dụng cái phone đó. Còn những phone nào mà bạn cài đặt ở trong thư mục home local share phone đó, những phone nào mà bạn lưu trữ trong cái folder này á, thì chỉ có người dùng hiện tại là sử dụng thôi, còn những người dùng khác không, họ không có quyền sử dụng cái phone đó. Ok, thì video đến đây là hết, tạm biệt các bạn.